nước hồng xăm hưu nha. Một cái hộp này là sẽ có là 30 gói và mỗi gói là 70 ml nha. Mở cái này lên cho mọi người coi nha. Trong này nó có những cái hộp nhỏ. Mỗi cái hộp nhỏ đó là 5 cái hộp, 5 gói. Và mình đem đi đâu nó cũng rất là tiện lợi nha. Nếu mà mình sử dụng thì mình đem đi học, đi làm, đi chơi, du lịch gì nó cũng rất là tiện lợi. Nó sẽ có 6 cái hộp như thế này. Đây, 6, một cái hộp nhỏ này nha. Để cái này lên đây cho mọi người xem cái hộp to luôn. Chỗ này nó chật hẹp nhưng mà nó nhiều đồ lắm. Đó. Cũng chưa có đủ cao ha. Cho mọi người thấy nguyên cái hộp này. Đó. Thấy không, không hết rồi đâu. Đây, bây giờ mình khui cái hộp nhỏ này ra nha. Một trong cái túi, một cái sách này á, là 6 cái hộp này nha. Một sách là 6 hộp. Và một hộp trong này là nó 5 5 cái gói này nha. Đây. Năm gói. Một cái túi nhỏ, một cái gói nhỏ này là 70 ml nha nhà mình, 70 ml nha. Và shop bán hiện nay là 600 ngàn một sách. Và trên cái line này, nếu mà ai mua được trên line này, shop sẽ miễn ship nha. Vì cái này nó cũng nặng lắm. Một cái hộp này là 73 là 21, thêm cái hộp giấy này vô nữa là nó tới 2,4 kg lận. Như vậy nếu mà trong cái line này mà shop bán là 600k miễn ship. Đó. Mua về biếu ông bà cha mẹ nước hồng sâm nhung hưu Hàn Quốc chính hãng cho nhà mình nha. Đó. Nước hồng sâm thì nhà uống một ngày 1 đến 2 gói và không uống buổi tối nha. Mình sẽ uống buổi sáng là nó tốt nhất. Vì nếu mà uống buổi tối là sợ mất ngủ á nha mọi người. Rồi một cái hộp này là 30 gói. 30 gói vào trong một thì có 6 cái hộp nhỏ này. Và trong cái hộp nhỏ này có 5, 5 gói này nha. Đó. Ai mua thì để lại địa chỉ, số điện thoại hoặc là vào Zalo của số 0925366999 nha. Nước hồng sâm nhung hưu rất tốt cho sức khỏe nhà mình. Cái nước này là uống bổ khỏe. Mọi người nhìn kỹ nha, bên ngoài cái hộp là nó có con hươu này nha, có con hươu và nó có củ sâm nè. Đó. Nó có con hươu và nó có củ sâm, nước hồng sâm nhung hươu. Một hộp là 30 gói. Và một gói là 70 ml. Đấy. Mọi người mua thì nhìn kỹ cái hộp này nha. Đây. Đó. Nước hồng sâm nhung hưu của Hàn Quốc. Tết này mình mua làm quà tặng, quà biếu đều là rất là sang nha. Ông bà cha mẹ nè, hoặc biếu sếp nè, hoặc là quà tặng nè thì đều rất là sang. Đó, một cái túi này là nó mình có cái quai này mình xách đi rất là tiện nha mọi người. Xách đi rất là tiện nha. Đó. Nước hồng sâm nhung hưu Hàn Quốc. Như vậy ai mua thì để lại địa chỉ, số điện thoại cho shop hoặc là chúng ta vào Zalo của số 0925366299 thì shop sẽ cho shop địa chỉ, số điện thoại, shop sẽ gửi hàng nha. Đó là nước hồng sâm nhung hưu. Cái loại này mình nó không có sợ.